Khi mưa xuân dây rắc khắp đất trời, ấy cũng là lúc hương Tết đã về ở nơi bốn mùa sóng vỗ. Xuân về trên sắc hoa rực rỡ mà anh em bộ đội tự tay vun tưới. Tết đến trong mùi lá dong, gạo nếp thơm nồng. Và trong sự quan tâm động viên, chia sẻ của thủ trưởng chỉ huy các cấp. Khép lại một năm với rất nhiều nhiệm vụ. Trong những ngày xuân, niềm hân hoan hiện lên nơi ánh mắt, nụ cười sạm đen nắng gió của bộ đội phòng thủ đảo. Năm nay, cái Tết giản dị, ấm cúng của những người giữ biển vẫn đến sớm hơn thường lệ. Những ngày giáp Tết, không khí ở tiểu đoàn 162, lữ đoàn 242 rộn ràng hơn. Tranh thủ giờ nghỉ, cán bộ chiến sĩ tập trung lại, bài trí phòng giao ban thành phòng chung đón Tết. Trong những công việc tỉ mỉ như thế này, mới thấy hết sự tài khéo của bộ đội. Sắc đỏ, sắc vàng, làm ấm cả không gian, kéo không khí Tết về gần lắm. Chương trình vui xuân đón Tết đã được lên kế hoạch tỉ mỉ đến từng tiết mục văn nghệ. Bộ đội phòng thủ đảo vốn tự hào về sự trẻ trung, tươi tắn. Hơn ai hết, họ luôn muốn tiết mục biểu diễn của mình sẽ tròn trịa nhất, làm món ăn tinh thần cho đồng đội đã kề vai sát cánh suốt một năm. Hôm nay, hỗ trợ cho người lính trẻ, còn có các chị em đến từ đơn vị kết nghĩa, những khách mời vốn thân thiết của đơn vị. Chúng tôi muốn gửi lời chúc sức khỏe toàn bộ các chiến sĩ ở trong lữ đoàn và chúc cho các đồng chí là luôn luôn giữ vững được cái tinh thần và cái trách nhiệm của mình trong công việc mà mình được giao. Khi mà Tết đón xuân về ấy thì là có nhiều đồng chí thì có thể là xa gia đình, nhưng mà mong các đồng chí là luôn luôn vững tâm bảo vệ cái vùng trời phía đông bắc của mình. Để cán bộ chiến sĩ có thể vững tâm, ngoài động viên tinh thần, chỉ huy đơn vị cũng nỗ lực đem đến một cái Tết ấm cúng đủ đầy. Riêng về hậu cần, ngay từ thời điểm giữa năm, kế hoạch chuẩn bị đảm bảo hậu cần cho Tết đã được tính đến. Cho nên, mặc dù chịu ảnh hưởng không nhỏ bởi dịch tả lợn châu Phi, nhưng đến thời điểm giáp Tết, nguồn thực phẩm tại chỗ đã cơ bản được đảm bảo. Chuẩn bị cho cái đón xuân Canh Tí năm 2020 thì hiện nay phòng hậu cần trên cơ sở hướng dẫn của Cục Hậu cần quân khu điện chỉ đạo cho các đơn vị, một là tạo nguồn dự trữ cái lượng thực phẩm đủ cho ăn trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tí. Thì hiện nay đối với các tiểu đoàn đảo cũng như trong khối nội bộ thì cái lượng rau xanh là bảo đảm đủ 100%. Đấy, lượng thịt lợn là cơ bản bảo đảm đủ. Thế và ngoài ra chúng tôi có cái lượng gia cầm cũng bảo đảm có thể tự túc được 100%. Cán chiến sĩ cũng như cán bộ trong đơn vị nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của cán bộ chiến sĩ, qua đó thì động viên kịp thời, tránh không để hiện tượng cán bộ chiến sĩ nảy sinh tư tưởng trong quá trình trực Tết. Tiểu đoàn có các kế hoạch tổ chức vui xuân đón Tết cho cán bộ chiến sĩ như các trò chơi dân gian, tạo cho bộ đội cái không khí vui tươi phấn khởi trong dịp Tết.
đơn vị là nhà, những ngày giáp Tết, từ người cán bộ thâm niên vài chục năm ăn Tết đảo, cho đến anh chiến sĩ lần đầu biết đến xuân xa nhà, đều chung tay cho một cái Tết tập thể đầy đủ, no ấm. Trang hoàng cho ngôi nhà thứ hai thêm khang trang trong dịp Tết, ấy là điều mà họ đang làm bằng cả trái tim. Xuân trên đảo không chỉ có không khí Tết đầm ấm của gia đình tiểu đoàn, xuân trên đảo còn là những ca trực để đảm bảo sẵn sàng chiến đấu. Trận địa nằm cách tiểu đoàn khá xa, ngày xuân không khác mấy ngày thường. Xung quanh chỉ có sóng và gió, chỉ khác là các giác quan phải căng hơn để sẵn sàng cho mọi tình huống. Đây là năm đầu tiên tôi ăn Tết xa nhà, và tôi cũng có chung tâm trạng với các đồng chí chiến sĩ khác, đó là cũng hơi buồn vì nhớ nhà, nhớ cha mẹ. Tuy nhiên, tôi là một người lính đã được sự quan tâm, giáo dục của chỉ huy cấp, được rèn luyện nên tôi luôn xác định tốt nhiệm vụ và đã có chuẩn bị sẵn sàng về tâm lý. Và tôi xin thay mặt các đồng chí chiến sĩ sẽ hứa luôn giữ vững tay súng, thực hiện tốt nhiệm vụ trước sân đoàn chiến đấu. Công tác trực sẵn sàng chiến đấu duy trì một cách có nền nếp, thường xuyên. Trước hết là bảo đảm về con người và vũ khí, trang bị luôn bảo đảm tốt. Thứ hai là quán triệt nghiêm các chỉ thị, chỉ lệnh của cấp trên theo đúng hướng dẫn, quán triệt tới toàn thể cán bộ chiến sĩ trong đơn vị. Trong thời gian trực Tết Nguyên đán thì quyết tâm không để bị động bất ngờ trước mọi tình huống trên biển. Càng những ngày cận Tết, tinh thần cảnh giác càng lên cao, nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu càng căng thẳng. Song, được quây quần bên đồng đội, được canh biển để nhân dân đón Tết bình yên, đối với người lính đảo luôn là điều tự hào nhất. Ngay cả những ngày Tết, trên trận địa lúc nào cũng duy trì quân số canh trực, để khi có bất cứ tình huống khẩn cấp nào xảy ra, cũng có thể được xử lý nhanh nhất. Đối với nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu này, chúng tôi duy trì chặt chẽ các quy định về như về trực ban, trực chiến, trực chỉ huy, tuần tra canh gác, các phân đội pháo binh, phòng không. Thì chúng tôi tổ chức là duy trì 24/24, đảm bảo 100% quân số sẵn sàng xử trí các tình huống trên không, trên biển trong dịp Tết. Tổ chức tăng cường thêm các đồng chí chỉ huy của cơ quan và đơn vị xuống giúp đỡ đơn vị trong cái quá trình tổ chức luyện tập, để đảm bảo là bộ đội nắm chắc được các phương án sẵn sàng chiến đấu, luôn trong tư thế sẵn sàng thực hiện xử trí các tình huống. Hôm nay, lính đảo hô hởi đón thủ trưởng quân khu đến thăm và chúc Tết. Trong những ngày cuối năm bộn bề cảm xúc, sự quan tâm thăm hỏi, động viên ân cần như thế này chính là nguồn động lực lớn lao để cán bộ chiến sĩ đơn vị tiếp tục kiên tâm với nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu trong dịp Tết. Lại một mùa xuân nữa đang về trên khắp nẻo biên cương hải đảo. Cũng là thêm một cái Tết những người giữ đảo vững tin ở nơi đầu sóng vì sự bình yên của Tổ quốc.